chào các bạn, mình là Ngọc Hoa, là người quản lý trang siêu thị trực tuyến Coraso 24 giờ. Hôm nay Ngọc Hoa sẽ trả lời cho các bạn nghe câu hỏi mà nhiều khách hàng hay hỏi Ngọc Hoa. Đấy là nấm Thượng Hoàng là gì? Lần đầu tiên tôi nghe thấy loại nấm này. Vâng, và đây chính là sản phẩm nấm Thượng Hoàng của chúng tôi. Thưa các bạn, bây giờ mình sẽ trả lời cho các bạn nghe câu trả lời đấy nhé. Nấm Thượng Hoàng thì ở Hàn Quốc người ta hay gọi là nấm sang hoa. Vâng, và nó có hình cái móng màu vàng tươi hoặc màu nâu sẫm, các bạn có thể nhìn thấy đấy ạ. Đây chính là sản phẩm của chúng ta đấy. Nó có màu vàng tươi đây, nhìn trông rất là đẹp. Vâng, và khi mà nó được phát triển và nó được mọc trên thân hoặc gốc cây dâu tằm, thường thì nấm Thượng Hoàng sẽ được tìm thấy ở những vùng rừng sâu, núi cao hiểm trở, nhất đặc biệt là tìm thấy nhiều nhất ở vùng rừng nguyên sinh. Nó có tuổi thọ có khi kéo đến hàng chục năm. Ngày nay thì do mọi người không thể nào mà đi đến những vùng núi cao hiểm trở hay rừng nguyên sinh để thu hoạch nấm Thượng Hoàng, và số lượng nó rất ít, nên là theo hướng dẫn của các nhà khoa học cùng với cả quy trình sản xuất kiểm tra rất là chặt chẽ tại các nhà vườn do chính phủ Hàn Quốc kiểm tra quy định, thì nấm Thượng Hoàng đã được cấy giống thành công tại các nhà vườn trồng nấm Linh Chi. Nó được đặt lên trên các thân cây dâu tằm, được đặt lên trên các cái giá cao, và sau đó thì họ sẽ cấy bào tử nấm vào thân cây đó và được nuôi trồng với điều kiện ánh sáng, nhiệt độ và độ ẩm thích hợp để làm sao cái bào tử nấm đó sẽ phát triển và lan ra khắp cái thân cây dâu tằm đấy, tạo thành khối nấm Thượng Hoàng, để sau đến độ tuổi thích hợp thì nó sẽ được thu hoạch. Đó chính là câu trả lời của Ngọc Hoa dành cho các khán giả mà hay hỏi Ngọc Hoa là nấm Thượng Hoàng là gì. Vâng, để các bạn tìm hiểu thêm về công dụng của nấm Thượng Hoàng hay cách hướng dẫn sử dụng hay những thông tin chi tiết hơn về nấm Thượng Hoàng thì các bạn có thể gọi truy cập vào phần chat online của trang siêu thị trực tuyến coraso24h.com hoặc là gọi điện cho chúng tôi theo số hotline là 0904886428. Chúng tôi sẽ tư vấn cho các bạn một cách chi tiết và cụ thể về sản phẩm nấm Thượng Hoàng để làm sao nó phát huy được tác dụng bảo vệ cũng như là cải thiện sức khỏe của bạn hay chính gia đình các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.